Dầu tràm có rất nhiều tác dụng hữu ích. Tác dụng nổi bật của dầu tràm dùng để chống cảm lạnh, tránh gió và tránh ho, kháng khuẩn, chống và trị muỗi, xua đuổi kiến. Dầu tràm sử dụng rất tốt cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và tất nhiên là người lớn sử dụng cũng rất tốt. Tác dụng của dầu tràm đối với trẻ em và trẻ sơ sinh. Tắm cho trẻ để chống gió máy, giữ ẩm cơ thể trời mùa lạnh, trị sổ mũi, cảm cúm, ho, đờm, phòng gió cho bé khi ra ngoài lạnh, chữa đau bụng vặt, giúp đuổi kiến muỗi và các côn trùng. Tác dụng của dầu tràm đối với bà bầu, phụ nữ mang thai sau khi sinh và người lớn tuổi đó là trị ho, cảm, sổ mũi, chữa đau bụng, massage cơ nhức xương khớp, trị các vết côn trùng cắn, dị ứng. Vậy cách sử dụng dầu tràm như thế nào? Đối với người lớn thì cách dùng dầu tràm đơn giản, chỉ bôi xoa bình thường như dầu gió. Đối với trẻ sơ sinh thì cần cẩn trọng hơn. Tắm cho trẻ sơ sinh, bạn đổ một nắp dầu tràm vào thau tắm đã có nước nóng. Sau khi tắm, bạn xoa một ít dầu và nâng để giữ ấm cho bé, đồng thời để bé cảm thấy thoải mái và thư giãn. Sổ mũi và cảm thì bạn xoa dầu xung quanh nơi bé ngủ như nôi, mùng. Khi trị ho thì xoa dầu sau lưng và trước ngực cho bé rồi massage. Trị kiến muỗi cắn, bạn bôi ngay vào chỗ cắn của bé, tránh bôi trực tiếp vào mắt, trán và thái dương. Để trị đau bụng thì bạn xoa xung quanh vùng rốn. Với những hướng dẫn ở trên thì chúng tôi mong muốn rằng các bạn có thể ứng dụng dầu tràm và